Rồi, xin chào các bác nha. Hôm nay thì vườn bonsai hồng tươi có lên một số cây để giao lưu các cô chú mình nữa nè. Nó thì hôm nay thì có sâm núi nha, vinh sam luôn. Đó có mài những khỉ nữa nha chú. Đó mài những khỉ lá chung luôn nha, có già đèn lá lớn luôn. Đó đây, có mấy cây sâm 86 nè, cây lũa rất đẹp nha. Chứ có mấy cây mini nữa. Đây có mấy cây bùm sụm nè, sâm núi mini luôn nè. Rồi, tiếp theo thì sẽ có một clip chi tiết á. Mời các chú mình sẽ xem clip chi tiết nha, để biết rõ gì nhiều hơn mấy cây này nha. Rồi, đây là cây số 1 các cô chú ơi. Cây số 1 là cây mai chứng hỷ lá chung nha. Đó, cây này đế tự nhiên nè, đế nơm rất là đều luôn. Ở trên thì là cây giáng bại của chú ơi, đây là 1, 2, 3, 4, lên đỉnh luôn nha. Còn mấy cái cốc đùi thì cũng nuôi căng với cây rồi đây. Nó to khoảng chừng một ngón tay cá con hết trơn nè. Nó lớn lên từng heo nhịp luôn chú. Rồi, số đo cây này, cái hoành gốc nó 25 nè, chiều cao nó 23, tới ngang nó 24 luôn. Rồi cây số 1 này giá của nó là 600 các chú ơi. 600 là bao ship cho các cô chú luôn nha. Có chậu luôn, quả chậu cũng rất là đẹp. Đây còn xe sau tấn lông bia cho mình xem nè. Đó, cái cây cũng cái lông bia để sát cho chú mình dễ nhìn nha. Ở trên thì cũng còn nằm dây nha. Được lên rất là sung nè, cái này dễ chú mình thường xuyên tỉa là nó ấm tàn luôn nha. Đây tiếp theo là cây số 2 các chú ơi. Cây số 2 là cây trà phúc kiến nha, còn ở miền cây còn gọi là bùm sụm nha. Đó, cây này thì rất là lùng lực luôn nè. Cây cũng lùng lực, cây trực lắc nha. Đây là 1 2 3 4 đỉnh lên luôn nghe các chú. Nó đang quay một vòng chú mình xem cái gốc cũng rất là đều nha. Cái củ đế nó cũng nở, nó cũng khung chữ A nè. Nó cái mấy cái mặt hẹo nó chặt đế nó gọn lên, nó cũng đang kéo rất là mạnh luôn nè. Nó bít luôn, có mấy cái nó bít luôn á. Còn mấy mặt cắt thì đang kéo rất mạnh nè, chú mình thấy kéo lên rất mạnh luôn nha. Rồi, chiều cây này số đo nó cái hoành gốc cho này là 22 nè, chiều cao là 13, tay ngang nó 17 các chú ơi. Nó cm nha. Cây này rất lùng lực nè. Rồi cây số 2 này giá của nó là 500 các chú ơi. 500 là bao ship có chậu luôn nha. Đây còn bỏ lông bia chú mình xem nè, chiều cao nó bằng một lông bia luôn chú. Đó, cây gấp mini luôn nha. Đây tiếp theo là cây số 3 nha chú ơi. Cây số 3 là cây linh sam 86 nha. Cây này cây lũa nha, đây gốc lũa nha. Qua từ từ coi cây này gốc nó giót chú nè. Hay gốc nó to nè, nó giót theo cái đường hàng nó giót lên nè nha. Nó cây đã ấm tàn cho rồi, cây này cũng hết dây luôn rồi. Nó còn nằm dây mấy cái nhánh ở dưới không à. Cây này dễ chú mình là chơi luôn nha chú. Nó cây này thì nó chưa lên bông nha. Cây này rất là sung nè. Rồi đọc số đo luôn nha chú. Cây này cái gốc chỗ này là 13 nè, gốc chỗ này 13 nè. Chiều cao của nó là 24, tán, cái bộ tán ngang của nó là 27 chú ơi, cm nha. Rồi để lông bia lên so sánh cho chú mình xem luôn. Đó, để lông bia cho chú mình xem cái dáng hạt của nó nha. Rồi, cây số 3 này giá của nó là 500 chú ơi. 500 là bao ship cho các chú luôn nha, có chậu luôn. Rồi, đây tiếp theo là cây số 4 nha chú ơi. Cây số 4 là linh sam nha, linh sam này to nha chú. Đó, cây này cái bộ đế nó đế tự nhiên á. Đế tự nhiên mình nó cuốn, nó xây một cục, nó nơm, nó rất là đẹp luôn nha. Đó trên thì bẻ theo cái form tự nhiên luôn chú. Đó cây này thì nó có cái form rồi. Cái này về nó còn thiếu có mấy chỗ rồi. Cái chú mình đậy mấy cái nhánh này ra, nó cái chú mình đắp cũng được. Hoặc cái chú mình để tỉa thì cũng được luôn nha. Rồi cây này số đo cái gốc này 40 nè. Gốc có cái to nha, 40. Chiều cao của nó là 35, tán ngang của nó là 36 chú ơi. Nó cây rất lùng lực đó, nó bút mang á chú. Chú mình thấy cái gốc nó to nè. Nó giót nhỏ lên mấy cái nhánh lại á. Đây mấy cái cành nó giót nhỏ ra trơn nè. Nó đều cây á. Cái loại cây này cũng rất là già nha. Nó lên da me hết trơn rồi. Rồi để đồng bia cho chú mình xem luôn nha. Đó, cây này để lon bia vô thì nó bằng 2 lon bia chú. Rồi, cây số 4 này giá của nó là 450. 450 là bao ship cho chú luôn nha, có chậu luôn. Tiếp theo là cây số 5 các chú ơi. Cây số 5 là cây hồng ngọc mai nha. Đó cây hồng ngọc mai này bẻ theo cái form tự nhiên luôn nè. Đó cái form này nó có cái sẵn form nè, vậy chú mình tỉa cái form nha. Đó cái form nó cũng rất là đẹp nha, nó còn nằm dây nha. Cây này thì nó có hai cái cọng rễ chú, mình thấy không? Nó hai cọng rễ. Hai cọng rễ ở trên nha, còn ở dưới thì nó một đống rễ nhưng chứ không phải là nó hai cọng rễ không đâu. Ví dụ như ở đây là có một cọng rễ thêm nè. Còn dưới đây nó rất là nhiều rễ nhưng mà nó trồng xuống rồi nha chú. Rồi cái này cũng sẽ đọc số đo luôn nha. Cái này cái chiều cao của nó là 15, chiều cao của nó là 17, tán ngang của nó 19 chú ơi. Đó mấy cái thằng này thì nó khoảng chừng gần ngón tay rõ rồi nha. Đó. Rồi cây số 23 này giá của nó là 200 nha. Ủa cây số 5 chứ lộn, cây số 5 giá của nó là 200 nha. 200 là bao ship ra chắc cô chú luôn, có chậu luôn nha. Rồi đây cũng sẽ để đồng bia cho mình xem nha. Cái này cây số 5 các chú ơi. Rồi. Đây tiếp theo là số 6 chú ơi. Cây số 6 là cây trà phúc kiến luôn nha, cây bùm sụm nha, cây này rất là đẹp nè. Cây này là cây gỗ chú, mình thấy không, cái đường hăng lỗ lên nè, nó lỗ rất là đẹp luôn. Còn ở trên thì để nuôi tay cầm đồ hết trơn luôn rồi, cái này về chú mình tỉa thôi, nó tỉa hoài, cái form cũng tự nhiên lắm chú. Nó nhìn rất là đẹp nha. Rồi quay vòng nó cũng sẽ đọc số đo luôn chú. Rồi cây này cái chiều cao của nó là 22 nha, tán ngang của nó 25 luôn chú. Nó đo bằng cm nha, rồi để lon bia vô so sánh luôn. Rồi để lon bia vô chú mình xem nha, cây này cũng nó cũng tầm mini chứ không to lắm đâu. Rồi cây số 6 này giá của nó là 200 chú ơi. 200 là bao ship cho các chú luôn nha, có chậu luôn. Đó, cây rất là đẹp. Cây này nó chưa ra trái, cây này nó dễ chú mình nuôi sung mà nó lên trái luôn nha. Đây là cây số 7 các chú ơi.
Cây số 7 là cây hồng mộc mai nha. Cây hồng mộc mai này ngay cái bộ đá nó rất là quái nha, chúng mình thấy không, cái này là tự nhiên nha. Hồng mộc mai thì tự nhiên thì nó quái rất đẹp luôn. Ở trên đây nó quái, nó sắn như này nè, còn ở dưới nó có nguyên một bộ đá dưới luôn nha. Đây ví dụ chúng mình nhận cái mặt ngang nè, ở đây có một cục đá dưới nữa chứ không phải là cái ở trên không nha. Ở trên là cái bộ thân nó quái rất đẹp. Ở trên thì con chơi theo cái kiểu mâm nha, đó, chú mình thấy cái mâm nè, vậy chú mình tẻ theo cái mâm, ví dụ nó lên nó phướng thì tẻ theo mâm thôi. Cây này nó đang lên bông nè, chỗ này nó lên hai ba cái nè, chứ cây này đang lên cái búp nè, đó, nó đang lên bông chú ơi. Rồi cây này số đo của nó cái hoành gốc chỗ này là 19 nè, chiều cao 22, tán ngang của nó là 25 luôn. Rồi để lông bi cho sánh cho chú mình xem luôn. Rồi quay qua ghế. Rồi cây số 7 này giá của nó là 250 chú ơi, 250 là bao ship cho chú luôn nha, có chậu luôn. Tiếp theo là cây số 8 chú ơi, cây số 8 là cây xanh mối trái mini nha. Cây này rất mini nè, cây này đang có một cái nhúng bông như này nè. Đây con nhúng bông như này nè, chuẩn bị ra trái nha. Cái đó là nó muốn trái rồi chú. Nó bông nó mọc không gào rồi, cây đó đang nụ trái đó đó. Vậy thì chú mình nuôi khoảng chừng 3 ngày nữa, 4 5 bữa nữa thì nó sẽ cái trái nó bự lên nha. Đó cây này thì cây rất mini luôn, hết dây luôn nha. Đây quay cận cảnh cái dạng xương đó chú mình xem nè, nó hết dây luôn. Đó. Tay cành rất là già luôn, thân cây rất là già luôn. Ở trên thì cái bộ tàn nó cũng ấm luôn chú. Này thì dễ chú mình nuôi nó sung được, tại vì lúc trước còn lật lá trên xương á, là nó lên lá mới lên lại rồi nên nhìn nó còn hư hư. Rồi cây này số đo của nó cái chiều cao của nó là 12, tán ngang 17. Rồi để luôn bia so sánh luôn. Rồi cây số 8 này giá của nó là 380 nha các cô chú, 380 là bao ship cho các cô chú luôn nha, có chậu luôn. Rồi rồi đây tiếp theo là cây số 9 các cô chú ơi, cây số 9 là hồng ngọc mai luôn nha. Cây này hiện không có vô dây, cây này là cái form tự nhiên luôn nè. Cây này xương rất là nhiều nè, cái gì các chú mình có thể vô dây bẻ hoặc có thể để như vậy che được luôn nha. Cây này thấy cái nó giống như cái tàn đá thiên nhiên vậy đó. Mấy cái bộ gãy chỗ này nó kéo kéo xuống nhìn cũng rất là đẹp đó chú. Nó vậy chú mình có ý tưởng thì có thể vô dây bẻ luôn nha. Rồi cây này cái số đo của nó cái hoành gốc này là 18 nè, chiều cao 24, tán ngang của nó là 27 luôn. Rồi cây số 9 này giá của nó là 350 luôn chú ơi, 350 là bao ship cho các cô chú luôn nha, có chậu luôn nha. Rồi sẽ để lông bia vô so sánh cho chú mình xem nè. Đó, cái cây nó cũng to hơn lông bia, nó cao hơn lông bia nha. Rồi. Đây tiếp theo là cây số 10 các chú ơi. Cây số 10 là cây linh sam nha. Cây linh sam này bẻ nó đều tàn này nè. Cây linh sam này dễ chúng mình nuôi thêm cái dàn xương, chúng mình phải vô dây bẻ tiếp luôn nha. Còn cái này thì nó mới lên xíu à. Nó còn mới bẻ thì cắt lại vô dây nước dây đầu nha. Rồi, cây này thì số đo của nó cái hoành gốc chỗ này là 22 nè. Chiều cao của nó là 23, tán ngang của nó là 20 nha. Nó cây này cái bộ đá nó cũng giót, cái cây nó cũng hơi giót giót nè. Các chú mình thấy cái gốc nó to nè, xong nó giót lên cái đỉnh luôn nha. Rồi cây số 10 này giá của nó là 250. 250 là bao ship cho các chú luôn nha, có cái chậu luôn. Rồi để làm bị so sánh luôn. Đó, cây số 10 giá của nó là 250 bao ship, có chậu cho các cô chú luôn nha. Rồi. Tiếp theo cây số 11 các chú ơi. Cây số 11 là cây sâm núi trái nha. Cây này thì con đang hiện tại đang nuôi cốt cành nè, cái này dễ chú mình nuôi tiếp nha. Đó, nuôi mấy cái đùi nè, cây này cây trượt lắc luôn nha, cây trượt lắc rất là đẹp nè. Đây con sẽ đếm cành chú mình xem nha, đây là cành 1 nè, cành 2, cành 3, cành 4. Sau lưng thì có phong luôn nha, phong đầy đủ luôn. Đế nơm rất là đẹp, đế tự nhiên đó chú. Cây này về các chú mình nuôi tiếp thôi nha. Rồi, cây số 30 nè, cây số 11 này, cái hoành gốc cái này là 20 nè chú. Chiều cao nó 28 nha, tán ngang của nó là 24 luôn. Đó, cây rất là đẹp luôn nha. Cái cây này thì nó còn để mấy cái nhánh này nuôi á, nên là nó hơi chỏ chỏ thôi nha. Còn nếu mà cắt gọn cũng được luôn, nhưng mà cây này thì con sẽ cố gắng chừa lại nó dễ chú mình nuôi tiếp nha. Rồi cây số 11 này giá của nó là 380 nha, 380 là bao ship cho các chú luôn nha, có chậu luôn, chậu xưa rất là đẹp. Rồi tiếp theo là cây số 12 các chú ơi, cây số 12 là cây sâm núi trái nha, bẻ theo phong nha, dán theo dán phong cách nha. Đây cái cây này thì nó xuyên qua nó bắt một cái tàn lại nha, cây đang tàn lên rất là sung nè. Cái này thì nó chưa có trái bông gì chân nha, cái này dễ chú mình nuôi tiếp nha, cho nó sung lên nó sẽ có trái nha. Chúng mình thấy cái hăng nó già nè, nó lên nù cái chân luôn rồi nha. Rồi cây này con sẽ đọc số đo luôn, cây này thì cái cây nó nhỏ nên là con sẽ đọc cái chiều cao thôi, chiều cao nó 24 nha. Còn cái bộ tán xéo xuống như này là của nó là 20 nha. Đó, cây rất là đẹp luôn, cây mini. Rồi để đăng bi so sánh cho chú mình xem luôn. Rồi cây số 12 này giá của nó là 200 chú ơi, 200 là bao ship cho các chú nha, có luôn cái quả chậu luôn, cái quả chậu cũng rất là đẹp nha. Đó, cái chậu mà mini mà có in hình luôn nha. Rồi, rồi đây là cây số 13 các chú ơi, cây số 13 là cây trang hồng phấn nha. Đó, trang hồng phấn cây này cũng được sẽ ăn từ nhỏ nè, nhưng mà bây giờ cái thân cũng rất là to rồi. Đó, quay một vòng mình sẽ đọc số đo cho chú mình xem luôn nha. Rồi cây này cái hoành gốc chỗ này là 13 nè, chiều cao nó 22, tiếng ngang của nó 23 chú ơi. Đó, cây cái bộ đá dưới cũng có nha, nhưng mà nó ngang mặt chậu xíu, nhìn hơi khó nhìn xíu thôi nha. Đó, rồi cây này thì nó ở trên thì nó cũng được chủ dây một nước rồi. Cái này về chú mình nuôi thêm nha. Cây này nó có bông thì nó chẳng có, nhưng mà cái cây này nó còn hơi non, nó chưa có chú gì, nó già, với lại cái chú mình cắt tỉa thì nó sẽ ra bông nha. Rồi để đường bia vô so sánh cho chú mình xem luôn.
Rồi cây số 13 này giá của nó là 280 nha các cô chú. 280 là bao ship cho các chú luôn nha, có chậu luôn nha. Đó, cái trang hồng phấn rất là đẹp. Đây là cây số 14 các chú ơi. Cây số 14 là cây chà Phú Kiến nha, là cây bường sậm nha. Nó cây này thì cốt cành nó nuôi cũng được hai nước rồi. Vì chúng mình muốn nó con căng cây thì chúng mình nuôi tiếp thì một nước nữa nha. Đó thì hiện tại con bé ra luôn rồi. Cái này về chúng mình nuôi tiếp vẫn được và đỡ dây chơi vẫn được luôn, chơi vậy thì chúng mình nuôi xương thôi. Còn nếu như muốn đẹp thì nuôi căng cây thì nuôi đồ to thêm xíu nha. Nó cái bộ đế cũng đế tự nhiên luôn, nhìn cũng được luôn. Đó, cây rồi. Cây này số đo nó cái gốc này 18 nè, chiều cao của nó là 19, ten của nó là 20 nha. Cây này con mới vô dây nên là nó đang lên lá cũng hơi ít ít nha chú. Nó dễ cho mình nuôi sung là nó sẽ bít cây luôn á. Rồi cây số 14 này giá của nó là 250 nha. 250 là bao ship cho các chú luôn, có cái chậu luôn. Rồi để đồng bia vô. Đó, để đồng bia vô mình xem nha. Cây này thì nó phải chừng bằng cái đồng bia luôn á chú. Cái chiều cao nó. Đây là cây 15 các cô chú ơi. Cây 15 là cây chà Phú Kiến luôn nha. Cây này được cái là cái thân nó già nè. Đó, thằng chú mình thằng nó già nó muốn lên xù luôn á, cho sau lưng nó muốn lên xù luôn nha. Rồi cây này thì cái dáng này dáng tự nhiên nhưng mà nó cũng hơi lắc nè, nên tới đây con mới sửa nha. Cái tự nhiên nó có một cái đường cung rất là đẹp nha, rất là tự nhiên luôn. Cái đế cũng đế tự nhiên luôn, nó cũng rất là đẹp. Rồi ở trên thì cái bộ tàn này thì nó cũng ấm ấm mà, cái này dễ chú mình về từ cắt tỉa thường xuyên là nó sẽ ấm cái tàn luôn nha, nó mịn luôn nha. Rồi cây này cây số 15 này con sẽ đọc số đo luôn nha. Cái gốc chỗ này 14 nè, chiều cao của nó là 19, tay ngang của nó là 22 nha. Rồi cây số 15 này giá của nó là 270 nha. 270 là bao ship cho các cô chú luôn, có chậu luôn nha. Rồi con sẽ để trong bia vô so sánh chú mình xem nha. Rồi rồi tiếp theo là cây số 16 của chú ơi. Cây số 16 là cây chà Phú Kiến luôn nha. Cây này là cây mini luôn nè, họ sẽ để trong bia nhìn cái chú mình nhìn biết liền nha. Rồi cây này cái số đo cái quỳnh gốc chỗ này 12 nè, chiều cao của nó là 10, tán ngang của nó là 15 nha. Đây là cái tán ngang mặt chính đó, tán ngang mặt chính đó nè. Rồi đây chiều cao nó nha. Rồi cái số 16 này giá của nó 180 luôn. 180 là bao ship cho các chú nha, có cái chậu luôn. Rồi để con bia vô so sánh với mình xem nè. Để con bia vô đó cho mình thấy không. Đó, cái cây này cắt mini luôn nè. Cái này về chú mình nó chỉ thiếu một cành luôn à. Đây mình sẽ quay về mặt tiền nè. Đây cái nó thiếu chỗ cái mặt cái cành nè. Nó lạng nhẹ qua đây cái nữa là nó sẽ rất là đẹp nha. Cái mặt tiền như này nè, cái nhánh như này kéo nhẹ qua đây nữa là cái cây nó sẽ căng lại rất là đẹp nha. Chỗ nó cắt nhưng mà nó chưa nhảy lên thôi, nó về cho mình thử thử cho nó. Đây chỗ này nó có tượng rồi nè, cái này sẽ anh về nó chắc ăn sẽ nhảy luôn nha. Rồi rồi để tiếp theo là cây số 17 chú ơi. Cây số 17 là cây chà Phú Kiến luôn nha. Cây này thì bẻ theo cái tàn bay nè. Cái này vậy chúng mình nuôi thêm cái đỉnh nha. Đây cái đỉnh chỗ này, đây cái đỉnh nữa vậy chúng mình dựng cái đỉnh nuôi cho nó to lên nè, chúng mình cắt tiếp nha. Nó bên đây nó có một cái tàn bay rồi, cái này nữa chú mình nuôi cái đỉnh đó, với một cái cành họ cho nó căng cái cây lại thôi. Đó cây này nó cũng già lắm nè, nó cái gốc nó cũng rất là già luôn. Bộ đấy thì đã tự nhiên đó chú. Rồi cái này con sẽ đọc số đo luôn nha. Rồi cái này cái chiều cao cái gốc một chỗ nó hoành gốc này 25 nha. Hoành gốc 25, chiều cao nó 14, tan ngang của nó là 13 nha. Rồi, cây số 14 này giá của nó là 280 chú ơi. 280 là bao ship cho các chú nha, có cái chậu luôn nha. Cái chậu cũng rất là đẹp luôn. Đó cây số 17 280. Rồi để lon bia vô so sánh cho chú mình xem luôn. Nó chiều cao nó thì nó dạng như bằng lon bia luôn. Rồi, đây tiếp theo là cây số 18 chú ơi. Cây số 18 là cây chà Phú Kiến nha, cây bùm sụm nha. Cây này rất là đẹp nè, nó có một cái cục lỗ trên đọt trên đỉnh đó nha. Đây cái cục lỗ trên đỉnh đó đây. Lỗ này lỗ đẹp nha. Cây này thì cũng đang hao lỗ luôn. Cái chỗ mà lỗ thì giáp cái thịt nó thì nó đang mạnh mà nó kéo cái hẹo nó kéo bết lại luôn á chú. Rồi cây này thì nó cái cây giống như văn ngăn á chú. Đây, đây thì nó lả xuống một cành nè, cũng rất là đẹp nha. Cây này cái bộ đế tự nhiên nè, đế nó cũng đều lắm nè. Cây gốc cái đế nó to nè, cái cây nó cũng giót giót nữa chú. Đó, rồi con sẽ đọc cái số đo cái này luôn nha. Rồi cây này cái quanh gốc cái này 20 nè, chiều cao của nó là 18, tán ngang của nó 13 nha. Rồi để lon bia vô cho các cô chú luôn. Đó, cây này cũng rất là đẹp luôn. Rồi cây số 18 này giá của nó là 300 đó chú ơi. 300 là bao ship cho các chú luôn nha, có chậu luôn. Chậu mỏng rất là đẹp. Đây tiếp theo là cây số 19 đó chú ơi. Cây số 19 là cây mai chân hỉ lá chung nha. Cây này thì là cây nuôi nha, cây nuôi thì này dễ chúng mình nuôi tiếp nha. Cây này thì nuôi thì nó cút cành đồ nó căng cây hết trơn rồi, nhưng mà nó còn nuôi dàn xương thôi nha. Nó cái đỉnh nó cũng căng luôn rồi, nên là cái này dễ chúng mình nuôi mau lắm, là nuôi khoảng chừng 2 3 nước nữa là nó sẽ thành phẩm nè. Chúng mình thấy nè, một nè. Cái cây này cái chật lắc nha, 1 2 3 4 cái lĩnh này luôn nha. Cái nhánh 4 này thì con đang nuôi xương dâm luôn nên là nhìn vô hình nó hơi khó xíu nha. Đó cái bộ đế thì đã đều tự nhiên luôn. Cái mặt hẹo nó kéo rất mạnh nè. Đây mặt hẹo ở đây. Rồi cây này con sẽ đọc số đo luôn nha. Đây cây này hoành gốc 24, chiều cao 19, tán ngang 22 nha. Cây số 19 này giá của nó là 600. 600 là bao ship cho các cô chú luôn nha. Rồi để lon bia vô so sánh với mình. Đó cái cây rất lùng lực luôn. Rồi. Rồi, đây tiếp theo là cây số 20 các chú ơi.
Cây số 20 là cây mang chữ khỉ ra chung luôn nha. Đó, cây này cũng là cây lùng lực, cây trực lắc nè. Đây con sẽ đếm cành nè, đây cành 1 nha, cành 2, cành 3, cành 4, sau lưng có cái đỉnh luôn nha. Rồi con sẽ đọc số đôi này luôn. Cây này quỳnh gốc này 24 nè, chiều cao nó 13, tán ngang nó 15 luôn. Cây này bộ đế nó đều rất là tự nhiên luôn nha. Nó đế tự nhiên đều nha, cái này thì dễ chứ mình có thể chặt đế lại cho nó nhỏ lên xíu nha. Đó, cây rất lùng lực luôn. Đó, gốc nó rất là lùng lực nè, nó bự, nó giót lên luôn nha. Nuôi cái đỉnh thì con mới phá cái đỉnh nó giót luôn nha. Còn cây cành thì nuôi một nước rồi, con mới chặt lại đang nuôi xương thôi tiếp theo nha. Rồi cây số 20 này giá của nó là 550 chú ơi. 550 là bao ship cho các cô chú luôn nha. Rồi để trong bia lên so sánh luôn. Nó cây thằng rất là già, xung quanh mặt hẹo rồi nó kéo rất mạnh, nó còn chút xíu không à. Để tiếp theo là cây số 21 các chú ơi. Cây số 21 là cây mây hỉ nói chung luôn nha. Cây này nuôi có cành nổ căng cây cho này. Tiếp theo các chú mình về nuôi dần xương thôi. Rồi cây này số đo cái quần gốc cho này là 31 nè. Chiều cao của nó là 24, tán ngang của nó là 21 luôn nha. Đó, cây này thì căng cây cho này. Cái gọng đế cũng là chữ A cũng rất là đẹp nữa. Nó có một cái cục đế như này con chặt mà nó bị lỗ lên xíu thôi. Nó đang liền rất mạnh luôn. Còn mấy cái mặt hẹo bên đây là nó liền hết trơn rồi nè. Còn mặt hẹo trên thân thì nó còn chút xíu à. Đây trên đây nó còn chút xíu nè, dưới đây nó còn chút xíu luôn. Chỉ còn cái mặt hẹo đỉnh con mới cắt nuôi hai nhánh lên thôi. Đây con sẽ đếm nhánh chú mình xem nha. Đây là nhánh 1, nhánh 2, nhánh 3, nhánh 4. Sau lưng có cái phong đầy đủ cho các chú mình luôn nha. Nó cây nuôi căng cây hết trơn rồi nhưng mà dễ chúng mình nuôi xương tiếp thôi. Rồi cây số 21 giá của nó là 580 nha. 580 là bao ship cho các cô chú luôn nha. Rồi để lông bia lên luôn. Rồi thì mình nhìn lông bia có thể so sánh được cái cây nha. Rồi để tiếp theo là cây số 22 của chú ơi. Cây số 22 là con mai chiến khỉ la chung luôn. Cây này bộ đế đẹp nè chú. Nó bộ đế nè, nó cung chữ A mà nó đều luôn nha. Đó tự nhiên thôi. Còn ở trên thì cúc cành nó cũng căng cây luôn rồi. Còn cái nhánh 3, nhánh 1 sau lưng phong, nhánh 3 là nó còn hơi nhỏ hơn. Cái đỉnh thì nó cũng bốn căng luôn chú. Đó đây cái đỉnh ở đây. Nó về cái đỉnh này vô mình có thể phá được luôn rồi nha. Còn cái mấy cái mặt hẹo trên thân thì nó liền nó còn chút xíu à, nó cũng cái hẹo này bự nhưng mà nó kéo rất mạnh nha. Rồi cái này cái số đo của nó cái gốc của chỗ này 20 nè, chiều cao 22, tới ngày 24 nha. Rồi để trong bia vô so sánh luôn. Đó cái này về nuôi cái gắt này, mấy cây này nuôi có gắt là có tương lai luôn nè. Nó có cành sẵn chơi luôn rồi, dễ chú mình nuôi là chơi luôn, vừa nuôi vừa chơi nha. Rồi cây số 22 giá của nó là 600 nha, 600 là bao ship cho các chú luôn nha. Rồi. Tiếp theo là cây số 23 chú ơi, cây số 23 là cây mai chiến hỉ đó chung nha. Đó cây này cốt cành nó nuôi căng cây nè. Bên đây thì con mới cắt nó đang lên phúng xương rất nhiều nè. Cái xương này về cái mình vô dây bẻ tiếp nha. Nó về vô dây bẻ cái nước là xong bên cái khung bên đây nha. Còn khung bên đây thì cái nhánh 1 nuôi nó còn hơi bé nên là con tiếp tục đang nuôi nha. Đó đỉnh đổi trên thì căng cây cho này cắt hết trơn này. Này dễ chúng mình nuôi xương tiếp thôi. Này với mình tỉ mỉ về cho mình vô dây rất là sướng nha. Nó vô dây mấy cái nhánh này nè, mình bẻ tiếp nha. Tại vì nó đang phúng lên rất là nhiều nè. Rồi cây này cũng sẽ đọc số đo luôn nha. Rồi cây này cái quanh gốc cái này 25 nè, chiều cao của nó là 21, tới ngang của nó 22 luôn. Đó, rồi cái số 23 này giá của nó là 650 nha chú. 650 là bao ship cho các chú luôn nha. Đây để làm bây giờ so sánh với mình xem nha. Sau lưng thì nó có một cái vết hẹo mà đang kéo hẹo rất mạnh nè chú mình thấy không? Nó kéo ăn rất mạnh luôn. Này chú mình khỏi lo luôn. Rồi. Đây tiếp theo là cái số 24 nha chú ơi. Cây số 24 là cây mai chiến hỉ da đen lá lớn nha. Đó, cây này bẻ theo cái kiểu là tàn thiên nhiên nha. Nó chơi nó có cái thế nó thì nếu mà thế thì cái nhánh bên đây thì nó bị xa quá phải lên đây xíu thì có thể là trực lắc được đó chú. Rồi cái quanh gốc cái này là 29 nè, chiều cao của nó là 16, tán ngang 20 chú ơi. Cái này thì mới vô dây nước 1 thôi, cái này dễ chúng mình để như vậy chúng mình nuôi luôn thì thấy xiết dây tháo nha, nuôi cho nó căng cây rồi chúng mình cắt nha. Nó nhưng mà cái dòng nó lớn thì nuôi cũng cắt là mau. Rồi cây số 25 này giá của nó là 300, 300 là bao ship cho các cô chú luôn nha. Mấy cái nhánh nuôi thì cũng cố gắng sẽ rút gọn này xíu vậy chú mình nuôi tiếp nha. Rồi để đang bây giờ so sánh luôn. Đó, cây lùng lực rất là đã luôn. Rồi đây tiếp theo là cây số 25 cái chú ơi. Cây số 25 là cây mai chiến hỉ da đen lớn luôn nha. Nó cây này nuôi cũng phơm thiên nhiên luôn nè. Nhưng mà cây này thì cái phơm cao chú. Đó đây nữa thì con sẽ bắt bên đây một mâm bên đây nè. Bên đây một mâm như đây, đây mâm, trên đây mâm luôn. Đây là 1 2 3 4 cái đỉnh nha, sau lưng có phong luôn nha. Rồi quay vòng con sẽ đọc số đo chú mình luôn nha. Rồi cây số 25 này cái quanh gốc chỗ này là 20 nè, chiều cao nó 16, tan ngang nó 17 chú ơi. Đó cây số 25 này giá của nó là 300 nha, 300 là bao ship cho các cô chú luôn. Rồi mấy cái nhánh cao cao thì mình cố gắng cũng vừa loại xíu vậy với mình tiếp nha. Rồi để lông bia lên so sánh luôn. Đó cây này chiều cao không tính cái đỉnh thì nó bằng lông bia luôn đó chú. Đó cây này cũng có đế luôn nha, nhưng mà đế nó dưới đây nè. Đó đế nó cũng đều tự nhiên lắm, đế tự nhiên chú. Rồi đây tiếp theo cây số 26 chú ơi. Cây số 26 là cây mai chiến hỉ da đen lớn nha. Đó cây này đế các chú mình thấy đế tự nhiên mà rất là đều nè. Đó cây cũng bẻ hay cái phần thiên nhiên luôn nha. Rồi cây này số đo của nó cái gốc cho này 24 nè, chiều cao của nó là 13, tán ngang của nó 15 chú ơi.
đã bẻ theo cái form thiên nhiên, mấy nhánh này bẻ vô dây nước một thôi. Cái này còn nhiều nhánh chưa vô nè, cái này gì cho chúng mình vô dây dừa luôn rồi nè. Đã còn mấy nhánh này vô thì chúng mình để gì cái chúng mình nuôi tiếp đi. Rồi chừng nào nó mới xiết vậy chúng mình tháo ra. Tháo ra chúng mình để cho to luôn, còn cây thì chúng mình cắt nuôi xương tiếp nha. Rồi cây số 26 này giá của nó là 300. 300 là bao ship cho các chú nha. Còn mấy nhánh này cũng cố gắng rút gọn cho chú mình về cái chú mình nuôi tiếp nha. Rồi để lon bia vô so sánh với mình xem luôn. Đó, cái lon bia để vô cho mình thấy không, cái cây này cái chiếc keo nó bằng cái lon bia luôn nè. Rồi. Rồi, đây tiếp theo là cây số 27 chú ơi. Cây số 27 thì cây mai chỉ hỉ da đen nó lớn luôn. Cây này cây trực lắc các chú. Đây là cành 1 nè, cành 2, cành 3, cành 4, sau lưng có phong luôn nha. Cây này thì bộ đế thì nó ở bên đây nó lú lên xíu nè. Nó cây này đế cũng đều nha chú, nhưng mà đế tự nhiên thì nó không có điều cây thôi, còn ổ nó cộng to cộng nhỏ thôi, còn đế thì điều cây luôn nha. Rồi cây số này thì cây số 27 sẽ đọc số đo nha. Cái gốc chỗ này 19 nè, chiều cao nó 14, tay ngang nó 17 luôn. Rồi cây số 27 này giá của nó là 350 cái chú ơi. 350 là bao ship cho các chú luôn nha. Rồi để lon bia lên so sánh luôn. Đang để lon bia cho mình so sánh cái cây nha. Đó, cây này chiều cao nó cũng bằng cái lon bia nữa nè. Đó, mấy cây này tùm lực không à. Rồi, đây tiếp theo là cây số 28 chú ơi. Cây số 28 là cây mai chân hỉ gò cong lớn nha. Nó cái này thì gò cong chứ phải da đen nha. Nó bây giờ nó trắng nhách nè. Cây này nguyên cái bụng cụm đế nó rất là to nha, nguyên cái củ nó bự rất là chà bá luôn nè. Cây này thì cái chỗ này cái mặt chính nè chú. Đây mặt chính ở đây nha. Còn nó sẽ đọc số đo luôn, cái quỳnh gốc cái này 33 nè. Chiều cao của nó là 15, tán ngang nó 14 luôn. Mấy cây này thì mấy cái cây tai cành thì nó còn hơi bé nên còn đang nuôi nha. Cái này về các cô chú mình để cho nó to đi cho nó căng cây chứ mình hãy cắt nha. Nó còn hiện nóng gói thì còn cố gắng còn sẽ con gọn lại thôi, gọn lại xíu thôi. Rồi cây số 28 này giá của nó chỉ có 250 thôi. 250 là bao ship cho các chú luôn nha. Nó cây rất là đẹp luôn, nó vót cây nè, gốc to nó vót cây lên nè, nó lùng lực đó chú. Còn để lon bia so sánh với mình xem nha. Rồi. Rồi, đây là cây 29 các chú ơi. Cây 29 là cây sâm núi trái nha. Đây cây sâm núi trái này thì là dáng đổ nha, dáng đổ được sửa thân từ nhỏ nha. Đây cái cụm đế nó có 2 cọng thôi. 2 cọng đế cũng rất là đẹp nè. Ở dưới đây là có nguyên một cục nha. Nó nguyên một cục đế dưới đây rồi nó mới lên 2 cọng đế lên nha. Rồi cây này cái số đo của nó cái quỳnh gốc như là 24 nè, chiều cao của nó là 22. Cái tán đổ của nó xuống là 29 các chú ơi. Đó, cây số 29 này rất là đẹp nè. Cây 29 này cái bộ ràng nó có sẵn cái mầm chưa nè. Cái này dễ chú mình tẻ thôi là chơi ok luôn rồi nè. Rồi cây số 29 này giá của nó là 300 nha. 300 là bao ship cho các chú luôn. Rồi để lon bia lên so sánh luôn. Nó để lon bia cho mình xem được cái dáng thật của cái cây nha. Rồi. Rồi, đây tiếp theo là cây số 30 chú ơi. Cây số 30 là một cái phôi sinh núi trái nha. Cái phôi này cũng rất là đẹp nè. Đây cái bộ đế quái chú mình thấy đế này đế tự nhiên mà nó quái rất đẹp luôn nè. Còn cái cây thì nó đang lên xù nè. Nó mấy chỗ này chú mình thấy lên xù nhóc hết trơn nè. Nó này cái xù tự nhiên nha chứ không có phải là hake nha cái chú, nó xù tự nhiên á. Rồi cây này cũng sẽ đọc số đo luôn nha. Rồi cây này cái quỳnh gốc chỗ này là 25 nè, chiều cao của nó là 13, tán ngang của nó 16 thôi. Đó, cây số 30 này giá của nó là 250 chú ơi. 250 là bao ship cho các cô chú luôn nha. Đó, nguyên cây này vậy chú mình nuôi nó mau lắm, nó đang sung nữa chứ mình thấy đang rất là sung luôn. Rồi để luôn bây giờ sẽ sánh luôn. Đó, cây này rất là quái chú ơi, bộ đế nó quái nhìn giống con khú luôn chú. Đó, rất là đẹp nha. Rồi. Rồi, đi tiếp theo là cây số 31 đó chú ơi. Cây số 31 là cây sâm núi trái luôn nha. Cây này cái bộ đế hết hồn bộ đế luôn chú. Cái bộ đế nó đế tự nhiên mà nó cuốn một cột lên luôn nè. Nó nguyên một cái bệ đế xuống như luôn nha. Còn cây ở trên thì bẻ nó muốn ok rồi. Thì nó hết dây luôn rồi. Cái này dễ chúng mình tỉa thôi. Chúng mình nó có một cái bộ khung sẵn rồi đó. Nó có bị cái form sẵn cái dễ cái chúng mình tỉa là chơi thôi nha. Cây này thì dễ chúng mình thấy ép chợ được luôn nè. Rồi cây này số đo của nó cái gốc chỗ này 29 nè. Chiều cao của nó là 27, tán ngang của nó 26 chú ơi. Rồi để lon bia lên so sánh luôn. Rồi cây số 31 này giá của nó là 350 chú ơi. 350 là bao ship cho các cô chú luôn nha. Nó cái cây bộ đế rất là dữ luôn. Nó đế tự nhiên mà nó quắn mà nó cuốn nguyên một bệ đế bự luôn. Rồi. Rồi, đây tiếp theo là cây số 32 chú ơi. Cây số 32 là cây sâm núi trái nha. Cây này thì ta cầm chưa vô dây nè. Cây này về chú mình vừa vô dây lắm nè. Cây này về chú mình vô dây bẻ rất là đã luôn nha. Nó cây này cũng trực lắc luôn. Trực lắc phơm cao nha. Đế thì đế tự nhiên, đế tự nhiên cây này đế nó cũng hết chứ nó không nhiều lắm chú. Rồi cây này con sẽ đọc số đo luôn nha. Cây này cái quanh gốc chỗ này là 23 nè, quanh gốc 23 nè. Chiều cao của nó là 28, tới ngang cũng 27 nha. Rồi cây số 32 này giá của nó là 300 chú ơi. 300 là bao ship cho các chú luôn nha. Đó, cái này về chú mình vô dây bẻ rất là ok luôn nha. Đó, cây trực lắc luôn, trực lắc phơm cao. Được sửa hàng từ nhỏ, cây hàng rất là dài. Mấy cái chỗ này nó lên xù nè, nó lên xù rất là nhiều mấy cái chỗ này nè. Rồi. Rồi, cây tiếp theo là cái số 33 chú ơi. Cây số 33 là cái linh sam nha. Linh sam cây này cây dáng bài chú ơi. Nó cái bộ đế nó nằm hiện cái dáng bài nè.
cái bộ đế nó kéo ngược vô đây nè, nó cái dáng thì nó bay ra nha. Cây này rất lùng lực nè, các chú mình thấy không, mấy cái hoành gốc nó to lắm đó nha, nó dốt, nó giót rồi mấy cái tay cành nó đang giót luôn. Còn mấy nhánh ở dưới đây thì con đang nuôi nè, nó càng nuôi cái này vậy chú mình vừa chơi vừa nuôi luôn nha. Vô mình cắt nuôi chơi mà kiểu như về mình cắt cái nuôi xương nuôi vẫn được luôn, rồi vẫn mà nuôi cái này để về nuôi tiếp dân vẫn được luôn nha. Rồi cái này con sẽ đọc số đo cái hoành gốc như này 36 nè, chiều cao nó 23, tới ngang nó 37 chú bày. Nó cây này người ta cành đầy đủ cho nè, này dễ chúng mình nuôi thôi. Đó, chỉ vừa chơi vừa nuôi thôi. Rồi cây số 29 này giá của nó là quay rồi. Cây số 29 giá của nó là 300 chú ơi, 300 là bao ship cho chú luôn nha. Ta còn để đồng bia mình so sánh cho chú mình xem nha. Rồi. Rồi, đây tiếp theo là cây số 34 chú ơi. Cây số 34 là cây lên sam nha, cây lên sam này rùng lực nè, nuôi cốt cành nó căng cây cho nè. Đây cái đùi một nó to phải chừng bằng cái út thôi chú. Đó sau lưng có phong rồi đầy đủ nha. Còn có cái nhánh ba đó nuôi bị sai á, rồi máy cắt nuôi lại nha. Đó, cái nhánh 4 luôn, đỉnh có luôn, đỉnh thì trên đây thì con máy phá đỉnh nha. Nó về bắt đỉnh lên đây chút. Các bộ đây đó tự nhiên nè, đó tự nhiên nôm rất đẹp nha. Rồi cái này số đo của nó cái quần gốc cái này là 45 nè. Chiều cao của nó là 20, tán ngang nó 30 nha. Rồi cái số 34 này giá của nó là 350 chú ơi. 350 là bao ship cho các chú luôn nha. Rồi để đơn vị so sánh luôn. Nó để đơn vị số mình so sánh nha. Cái cây gắt được lực luôn. Lùm lực nó giót lại mấy cái cúc cành nó giót lại luôn nha. Đây tiếp theo là số 35 các chú ơi. Cây số 35 này là cây linh sam nha, linh sam này form to lắm các chú ơi. Đó cây này thì cái bộ tay cành nó có sẵn hết trơn à. Nó mà tàn nó cũng ấm luôn rồi. Này nó còn thiếu mấy chỗ à. Giữa chúng mình xé xương mình ví dụ chỗ này nè. Chỗ trên cái đỉnh xuống chỗ này nó còn thiếu một lỗ nè. Cái này nó gan tuột chỗ đó chú mình bẻ luôn nha. Rồi cái này con sẽ đọc số đo luôn nha. Cái này cái form nó cũng cao, nó to, nó bự lắm. Cái hoành gốc chỗ này là 46 chú ơi. Chiều cao của nó là 35, tán ngang của nó là 40 chú ơi. Rồi cây số 35 này giá của nó là 400. Ủa giá của nó là 300 chứ, 300 là bao ship cho các chú nha. Nó cây này cái bộ đế tự nhiên nơm rất là dữ luôn chú. Nó cốt cành nó cây nó giót lắm, nó mấy gốc nó to nè, giót lên lại hết trơn chú. Rồi. Rồi, đây tiếp theo cây số 36 chú ơi. Cây số 36 linh sam luôn nha, cây này rất là to nè. Cây này khủng lắm, cái bộ đế nó giữ dặn cái gốc nó to lắm, to luôn. Còn đế nó ở trên đi gửi mà nó mọc hăng, nó mọc xuống rất là nhiều nha. Cái này dễ chú mình hơi tỉa bớt cũng được. Nó không tỉa để gì nhìn cũng nó cũng đẹp lắm chứ không gì chân chú. Ở trên thì bộ tàn con bẻ nó ấm hết trơn rồi. Này vậy chú mình có phơm sẵn chú mình chơi tỉa thôi. Nó vậy chú mình hay ép chậu được luôn nha. Rồi quay vòng sẽ đọc số đo cho các chú mình xem nha. Rồi cái này cái hoành gốc chú này là 49 chú. Chú này 49 nè. Chiều cao nó 25 nha. Còn cái tàn ngang của nó là 43 nha. Cái này là cây bay chú ơi. Nó vậy chú mình ép chậu rất là đẹp luôn nha. Đó. Cây cúc cành nó căng cây hết trơn rồi. Đó. Rồi cây số 36 này giá của nó là cây 36 giá của nó là 380 chú ơi. 380 là bao ship cho các chú luôn nha. Rồi để đồng bia lên luôn. Rồi để đồng bia vô mình xem nha. Đồng bia vô cái cây đồng bia rất là nhỏ luôn. Đó mấy cây này rất là đẹp nè. Rồi. Rồi đây tiếp theo là cây số 37 chú ơi. Cây số 37 là cây linh sam nha. Nó linh sam này gốc rất là to lùng lực luôn nè. Đó cốt cành thì đang nuôi. Cái này thì nó cũng có vài nhánh nó căng rồi. Còn vài nhánh nó chưa có căng gì chú mình nuôi tiếp nha. Đây cái con sẽ đọc số đo nha. Cái gốc này 45 nè. Chiều cao của nó là 23, tới ngang nó 33 luôn. Rồi cây số 37 này giá của nó là 340 chú ơi. 340 là bao ship cho các chú luôn nha. Đó, cốt cành đồ nuôi mấy cây này thì dễ chúng mình vừa chơi vừa nuôi luôn nha. Rồi để đồng bia so sánh cho mình xem luôn. Nói chung mình thấy nguyên cái bộ đế nó chảy theo cái góc rất là đẹp luôn nha. Nó cái dáng ba mà đế nó chảy ngược qua lại nó bắt cái cây nhìn rất là thoáng cây luôn. Rồi. Rồi, đây tiếp theo là cây số 38 chú ơi. Cây số 38 là cây cuối cùng trong clip nha. Cây số 38 này thì nó cốt cành nó nuôi sẵn luôn rồi. Bộ tàn nó cũng đã hơi ấm ấm mà. Cái này về thì nó còn chỗ vài chỗ hiếu à. Ví dụ như mấy cái chỗ phong này nè, nó mấy cái chỗ cành hồi này nè. Cái này về chúng mình cái nhánh này to chúng mình bẻ ở đây luôn nè. Đây cái phong này, nó còn hiếu cái phong này nó còn hơi bé nha. Đó gốc thì gốc cũng rất là đẹp luôn. Cây nó lùng lực nó giót nè. Gốc nó to chúng mình thấy giót lên cây nữa ha. Nó bộ đó thì để tự nhiên luôn. Nó tự nhiên rất là nơm nha. Mấy cái này về chúng mình có ép chậu chơi được nè. Cái này chúng mình ép chậu chơi được luôn nè. Nó vừa ép mà vừa chơi vừa nuôi luôn. Rồi cây này số đo cái hoành gốc cái này là 39 nè, chiều cao nó 23, tán ngang nó 34 luôn. Rồi cây số 38 này giá của nó là 300 nha. 300 là bao ship cho các cô chú luôn nha. Rồi để đồng bị so sánh với mình xem luôn. Đó, để đồng bị mình thấy gốc nó rất là lùm lực luôn. Rồi cây này cũng cuối cùng trong clip rồi. Cảm ơn các cô chú đã coi hết clip nha. Và hẹn các chú mình clip sau sẽ lên nha.